Vào ngày 24 tháng 8 năm 2023, Nhật Bản bắt đầu xả thải phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển. Đó là kết quả của việc nước này không còn đủ carbon chứa nước thải hạt nhân và bắt buộc phải xả ra môi trường để có chỗ trống. Lẽ dĩ nhiên những nước này đã được qua xử lý kỹ lưỡng trong vòng 12 năm qua và chính phủ Nhật Bản cam kết nó không hề gây hại đến nước biển. Tuy nhiên thì một làn sóng phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những nước láng giềng có vùng biển chung với Nhật Bản là Hàn Quốc, thậm chí là hải quân của Trung Quốc cũng ra thông báo cấm nhập khẩu toàn bộ hải sản từ Nhật Bản vì lo ngại nhiễm phóng xạ. Thế nhưng đó không phải là vụ khủng hoảng chất thải lớn nhất. Trong lịch sử loài người đã xảy ra những vụ chất thải bị đổ ra môi trường mà hoàn toàn không hề qua xử lý. Hậu quả mà nó gây ra là thảm khốc không thể tưởng tượng được. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu những vụ việc này qua video ngày hôm nay nhé. Một sự việc xảy ra tại Nhật Bản vào gần 100 năm trước. Nó liên quan đến việc nhà máy hóa chất Chiso thuộc thành phố Minamata, tỉnh Kumamoto, phía nam của nước Nhật. Vào năm 1908, tập đoàn Chiso cho mở xí nghiệp sản xuất hóa chất điện đầu tiên ở Minamata. Ban đầu họ chỉ sản xuất phân bón, thế nhưng dần mở rộng kinh doanh sang các loại hóa chất khác như là acetylene, acid acetic và octanol. Nhờ lợi nhuận từ việc buôn hóa chất mà Chiso đã biến nhà máy Minamata trở thành cơ sở tiên tiến nhất của toàn nước Nhật, cả trước và sau Thế chiến thứ hai. Sự phát triển của nhà máy này đã kéo theo sự thịnh vượng của toàn bộ khu vực Minamata. Tập đoàn Chiso đã cung cấp 1/4 số việc làm và có những thời điểm đóng góp đến gần một nửa ngân sách của thành phố. Thậm chí người ta còn ví Minamata như là một thành phố riêng cho chính tập đoàn Chiso cai trị. Tuy nhiên khi bức màn dần vén lên thì một sự thật khủng khiếp đã dần được hé lộ. Vào ngày 21 tháng 4 năm 1956, một bé gái 5 tuổi được cha mẹ đưa đến bệnh viện của tập đoàn Chiso để khám với những triệu chứng lạ lùng. Khó khăn trong nói năng, ăn uống và đi lại. Chưa kể cô bé còn bị mắc chứng co giật. Các bác sĩ thời đó đã hoàn toàn bó tay. Chưa hết thì 2 ngày sau đó, chị gái của cô bé cũng có những biểu hiện tương tự. Mẹ của chúng đã thông báo với bác sĩ rằng hàng loạt những đứa trẻ hàng xóm có triệu chứng giống các con của mình. Vài tháng sau, hàng chục người, không chỉ có trẻ em mà kể cả người lớn, đồng loạt cảm thấy khó ở và co giật. Lúc này một ủy ban điều tra đã được chính quyền thành phố lập ra để tìm hiểu nguyên nhân. Trong quá trình tìm hiểu, họ còn phát hiện ra những con mèo khắp các phố bị co giật, điên loạn và chết. Quạ chết rơi xuống từ trên trời, rong biển không mọc ở đáy biển nữa và cá chết nổi hàng loạt trên mặt biển. Khi hiểu rằng cơn bùng phát đang lan rộng, ủy ban đã mời những nhà nghiên cứu từ trường đại học tỉnh Kumamoto đến giúp. Các nhà khoa học lập tức loại trừ nguyên nhân đây là căn bệnh truyền nhiễm. Lần tìm nguồn gốc, người ta phát hiện ra những người mắc bệnh đều ăn hải sản được đánh bắt từ vịnh Hayaken gần đó. Các con mèo ăn đồ ăn thừa của các gia đình này nên cũng có triệu chứng tương tự. Cuối cùng thì nhóm nghiên cứu của đại học Kumamoto khẳng định những người mắc bệnh đã bị nhiễm độc từ kim loại nặng. Từ dữ kiện này, người ta dần xác định nguyên nhân đó chính là do thủy ngân, một kim loại nặng cực kỳ độc. Việc xác định thủ phạm đầu độc nguồn cá và hải sản là cực kỳ khó khăn. Mãi cho đến năm 1959, tức là 3 năm sau ca bệnh đầu tiên, người ta chợt phát hiện ra nồng độ thủy ngân đặc biệt cao ở vùng xung quanh ống thoát nước thải của nhà máy Chiso đặt tại vịnh Hayaken và giảm dần khi đi ra xa biển. Điều này chứng tỏ rõ ràng là nhà máy chính là nguồn gây ra ô nhiễm. Ngay lập tức những vụ kiện nhắm vào Chiso đã diễn ra. Tập đoàn này biết rõ tác hại của thủy ngân, thế nhưng vẫn cố tình xả thải ra môi trường trong âm thầm để tiết kiệm chi phí xử lý. Sau khi bị phát hiện, Chiso đã ngay lập tức lắp đặt hệ thống lọc, thế nhưng lại lén chuyển đường ống thải từ vịnh Hayaken sang sông Minamata gần đó. Hàng loạt nạn nhân mới lại sinh ra. Thế nhưng bằng những mánh khóe lừa bịp và vận động hành lang, thì Chiso chỉ phải bồi thường cho nạn nhân vừa đủ, rồi vấn đề lại dần dần trôi vào quên lãng. Tuy nhiên hậu quả của nó để lại là hết sức nặng nề. Và không chỉ là ở một thế hệ, suốt 36 năm sau, khoảng 2.000 người bị chết, 10.000 người bị ảnh hưởng do các tác động xả thải xưa kia của Chiso. Chó và mèo bị nhiễm độc cũng phát điên rồi chết. Cá biển chết giạt đầy bờ, phủ kín mặt biển. Những người mắc bệnh thậm chí còn được gọi bằng cái tên riêng biệt là bệnh Minamata. Thế nhưng điều tồi tệ hơn nữa, đó chính là thai nhi đẻ ra sau đó cũng bị dị dạng do trong người cha mẹ đã bị nhiễm độc thủy ngân. Hậu quả của nó vẫn kéo dài cho tới tận ngày nay, khi mà các nạn nhân đã ngoài 4-50 tuổi, chỉ có thể ở trong nhà, tách biệt với cộng đồng và chờ gia đình chăm sóc. Còn các vụ kiện Chiso và chính quyền khu vực vẫn đang được tiếp tục. Đến năm 2004, tập đoàn Chiso đã trả 86 triệu đô la tiền bồi thường cho các nạn nhân và bị yêu cầu phải làm sạch sẽ khu vực biển bị ô nhiễm. Căn bệnh Minamata vẫn là một trong 4 căn bệnh nghiêm trọng nhất do ô nhiễm môi trường gây ra tại Nhật. Một vụ việc tương tự như thảm họa của Nhật Bản cũng xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2005. Vào ngày 13 tháng 11 năm 2005, một vụ nổ xảy ra ở nhà máy hóa dầu Cát Lâm thuộc tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc ở Trung Quốc. Vụ nổ này đã làm cho 100 tấn hóa chất benzen tràn vào sông Tùng Hoa ở gần đó. Trong 8 ngày, những dải benzen trôi trên sông kéo dài tới hơn 80 cây số kéo vào thành phố Cáp Nhĩ Tân.
Đây là một trong những trung tâm kinh tế văn hóa của Trung Quốc ở phía Bắc. Hơn 3,8 triệu cư dân tại đây bị ảnh hưởng khi chính quyền buộc phải cắt nguồn cấp nước sinh hoạt để ngăn nhiễm độc. Benzen là một loại hydrocarbon hữu cơ có mùi thơm, thế nhưng lại cực kỳ độc hại. Khi rơi vào da sẽ khiến bỏng rát, nhiễm mủ, nhiễm benzen với nồng độ cao, gây ra căn bệnh bạch cầu rất nguy hiểm. Vụ tràn benzen ra sông gây ra hậu quả đến sinh kế của người dân. Các sinh vật trên sông, đặc biệt là cá, bị chết hàng loạt. Thành phố Cáp Nhĩ Tân phải huy động gấp than hoạt tính để lọc nước, thế nhưng số lượng chỉ đạt được một nửa so với yêu cầu. Đời sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không ai dám dùng nước máy mà phải dùng nước đóng chai, sử dụng mọi vật có thể để giữ trữ nước từ bình, can, thậm chí là cả bồn tắm. Từ vụ việc này, đã có tổng cộng 17 doanh nghiệp và các cá nhân cùng nộp đơn kiện công ty hóa dầu Cát Lâm, không chỉ bồi thường thiệt hại mà họ phải gánh chịu, mà còn phải làm sạch hoàn toàn nước sông, trả lại nguyên trạng ban đầu cho môi trường. Đây là sự kiện khá hiếm tại Trung Quốc vì ít có ai dám kiện một công ty trực thuộc nhà nước. Tuy vậy, công ty hóa dầu Cát Lâm không những phải bồi thường mà còn phải bồi thường với mức cao nhất từng áp dụng về vấn đề ô nhiễm tại Trung Quốc. Con số đó lên tới 1 triệu nhân dân tệ, tương đương với hơn 125.000 USD. Tuy nhiên, các cá nhân tổ chức có liên quan nhận thấy đây là một mức phạt quá nhẹ so với tổn thất mà vụ việc này gây ra. Nó khiến cho nhiều công ty sau này thà để gây ô nhiễm môi trường rồi bị phạt, còn hơn là đầu tư vào các hệ thống xử lý chất thải. Có lẽ vì mức phạt quá nhẹ từ vụ nổ nhà máy tại Cát Lâm mà sau đó rất nhiều con sông tại Trung Quốc bị ô nhiễm. Những đối tượng phải chịu hậu quả nặng nhất, không ai khác, chính là những cư dân sống ven sông và hệ sinh thái. Con sông dài nhất Trung Quốc, biểu tượng lịch sử của nước này là Trường Giang, đã bị ô nhiễm đến mức không thể cứu vãn với hàng nghìn nhà máy xả thải hàng ngày hàng giờ. Con sông lớn thứ hai là Hoàng Hà thì phần lớn nước của nó đã không thể tắm rửa, bơi lội và uống trực tiếp từ đó nữa. Một trong những vụ ô nhiễm lớn nhất trong lịch sử loài người diễn ra tại vịnh Mexico vào năm 2010. Nó được lịch sử ghi lại với cái tên Deepwater Horizon. Mỏ dầu khí Macondo Prospect nằm ngoài khơi bờ biển bang Louisiana, cách bờ khoảng 64 km về phía tây nam. Nơi đây có giàn khoan dầu Deepwater Horizon thuộc tập đoàn dầu mỏ BP của nước Anh đang thăm dò và khai thác dầu khí. Vào ngày 2 tháng 4 năm 2010, một bong bóng khí metan bị thoát ra khỏi giếng khoan và tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Đã có 11 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương, còn 98 người thì bình an vô sự. Thiệt hại về nhân mạng không quá lớn, thế nhưng hậu quả để lại cho môi trường lại cực kỳ nặng nề. Sau khi giàn khoan bốc cháy, gần 5 triệu thùng dầu đã bị rò rỉ ra một diện tích rộng lớn ở Mexico. Hàng loạt sinh vật biển như là cá tôm, hải sản đã bị chết hàng loạt với số lượng lên tới chục nghìn con. Dầu đã tràn cả vào bờ, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch và cả đời sống của người dân. Thế nhưng ngay cả khi đã dọn dẹp và xử lý dầu thải thì hậu quả của nó còn ảnh hưởng đến cả thập kỷ sau đó, vẫn chưa có hồi kết. Vụ tràn dầu gây ảnh hưởng tới hơn 400 loài sinh vật sống tại vùng biển này. 5 năm sau thảm họa, theo cơ quan khí tượng thủy văn của Mỹ, NOAA, nồng độ dầu thô đo trong cá ở vùng vịnh vẫn cao hơn mức bình thường, gây dị tật bẩm sinh ở cá, khiến chúng chết sớm. Với cá heo được quan sát, nhiều con nhẹ cân, thiếu máu, mắc bệnh phổi và bệnh gan. Quần thể cá sống ở gần khu vực diễn ra vụ nổ giàn khoan đã giảm từ 50 đến 80% cùng với sự suy giảm về số lượng cá. Các động vật săn mồi khác cũng giảm theo như là cua xanh, cá heo, mực. Sau sự cố tràn dầu, gần 75% cá heo trong khu vực bị sảy thai. Tỷ lệ tuyệt chủng của quần thể cá voi tăng lên 22% và 800.000 cá thể chim và 170.000 cá thể rùa biển đã chết. Người ta tìm thấy hàm lượng ô nhiễm dầu trong gan và mật của các loài cá. Hàm lượng dầu tích tụ tăng hơn 800% trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2017. Nó ảnh hưởng chính đến ngành đánh bắt thủy sản. Thế nhưng người dân ăn phải loại cá này vẫn có thể bị nhiễm độc và tiềm ẩn nhiều căn bệnh nguy hiểm dù nhiều năm sau thảm họa. Tập đoàn chủ quản BP lẽ dĩ nhiên là đơn vị chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Sự tràn dầu từ Deepwater Horizon ảnh hưởng lớn đến 4 bang chính của nước Mỹ là Louisiana, Mississippi, Alabama và Florida. Ngay sau thảm họa, các nhà khoa học Mỹ ước tính có khoảng 35.000 đến 60.000 thùng dầu đổ ra biển mỗi ngày, tạo thành vệt dầu loang dài 715 km, tấn công bờ biển của các bang miền Nam của nước Mỹ. BP đã nhận tới 95.000 đơn kiện, trong đó có 47.000 đơn kiện đã được bồi thường, với tổng số tiền lên tới 147 triệu đô la. Chưa hết, họ còn phải giải quyết các công việc như là chặn dầu tràn, dọn sạch dầu loang, hỗ trợ cho 4 bang ven vịnh bị ảnh hưởng bởi sự cố tràn dầu và các khoản bồi thường khác. Con số này ước tính lên tới 3 tỷ đô la. Những vụ việc ô nhiễm gây hậu quả cực kỳ khủng khiếp cho môi trường. Hệ sinh thái bị phá hủy và sức khỏe của con người bị ảnh hưởng. Không chỉ một thế hệ mà nhiều thế hệ bị liên lụy, dẫn tới những thiệt hại khó mà đong đếm được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.